tay cầm khai thiên thần, lưng đeo tạo hóa ngọc khiết, chân đạp 36m, hỗn độn thanh niên. Chung kết giải đấu thần thoại toàn cầu Nam Trung, đứng trên đỉnh cao võ đài của thần thoại Hoa Hạ, sẽ đích thân thao túng tư thế dập lửa của các cường quốc. Phạm Thiên không cần giả vờ nữa. Ta vô địch là thật, còn ngươi vô địch là giả. Ngươi chỉ còn một mạng, đúng không? Ta Phạm Thiên, một mạng cũng đủ diệt bàn cổ ngươi vô số lần. Phạm Thiên, ngươi được hay không? Mạng cuối cùng. Lần trước có cảm giác áp bức này là lần trước. Chán quá, tìm thứ gì chơi nào. Phạm Thiên, ngươi muốn chết sao? Sao vậy? Không hỏi ta đã sáng thế. Ngươi không để ta vào mắt sao? Tuyệt đối không có. Đây là một phần của ta. Nó sẽ bén rễ nảy mầm trong cơ thể ngươi, luôn nhắc nhở ngươi ai mới là chủ nhân. Thời đại mới là của Hoa Hạ. Biến mất một cách lặng lẽ đi. Thế là hết rồi sao? Ngay cả bàn cổ cũng không đánh lại. Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Chẳng trách không ai tín ngưỡng, ngươi thật sự là đồ vô dụng. Nếu không phải võ đài này không cho phép ta phát huy toàn bộ thực lực, thì bàn cổ này làm sao là đối thủ của ta? Thua là thua, đừng kiếm cớ. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Vẫn nên chạy trốn thôi. Đồ vô dụng. Láo xược. Từ đó phương Tây diệt vong. Sóng lớn cuốn trôi. Chỉ có Hoa Hạ đứng vững. Võ đài kết thúc rồi sao? Mọi thứ đã kết thúc. Mỗi người các ngươi có thể ước một điều ước. Chúc thế giới hòa bình, tổ quốc phồn vinh thịnh vượng. Bước qua cánh cửa này, các ngươi có thể trở về thế giới bình thường không có thần. Vậy ta sẽ quên hết chuyện này sao? Có thể cùng các ngươi trải qua khoảng thời gian này, ta rất vui. Mặc dù chúng ta sắp chia tay, nhưng đừng buồn. Một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ hóa thành người thường kết bạn với các ngươi. Cảm ơn các vị tổ tông đã không rời bỏ. Xem ra lời đồn Phạm Thiên khinh người chỉ là giả. Bàn cổ thật sự bất khả chiến bại sao? Đến lượt ta tiếp quản mọi thứ. Ngươi ngay cả Sivu cũng không đánh lại, lấy gì mà thay đổi? Ta chưa nghiêm túc thôi. Lần này ta sẽ cho chúng nếm mùi sợ hãi. Còn ngươi có thể biến mất vĩnh viễn. Những con cừu non, liệu có ai muốn thu hoạch mạng sống của các ngươi không?